Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn và đi đến một VN lại quay lại với các bạn rồi đây. Và trong con video lần này, bạn tiếp tục là làm tướng Theo Cầu. Các bạn cùng mình đi đến với vùng đất giá băng của Kuzan V2 các bạn nhớ. Một con tướng shop được ra mắt cách đây phải hơn 2 năm rồi các bạn ạ. Ra trước cả thời Roger Oden cơ. Nhưng mà đến bây giờ vẫn còn có thể sử dụng được cực kỳ tốt trong đấu trường. Và là một phiên bản nói không ngoa là phiên bản hàng Shopee của những bạn nào thích chơi đoàn này không chế mà lại không có Pero Spero các bạn ạ. Kuzan vẫn là một cái gì đấy rất ok trên đấu trường các bạn nhé. Và nói qua một chút về cái bộ mê đồ, thì mình đang dùng bộ mê đồ ở Bluffy rất là cơ bản thôi, để toàn bộ vào 70 công 70 thủ các bạn ạ. Tất nhiên các bạn đẩy được như thế này thì tốt, còn không thì các bạn cứ đẩy vào 70% thủ cho mình các bạn nhé. Còn với những bạn nào chưa rõ về kỹ năng của Kuzan hay nói quen mồm là Aokiji V2 thì chúng ta sẽ cùng đi tới kỹ năng một đội tại của Aokiji các bạn nhé. Kuzan, kỹ năng một của Kuzan, cái này các bạn phải ấn giữ các bạn nhé. Kuzan sẽ liên tục phóng ra các luồng băng khí xung quanh cơ thể, giúp đóng băng toàn bộ kẻ địch nào chạm vào luồng băng khí đó. Nếu khi mà gồng đủ với các bạn, nếu mà các bạn giữ chiêu này đủ lâu thì Kuzan sẽ được tăng tấn công và phóng ra một luồng sát thương băng kiểu cực kỳ to luôn. Còn nếu mà không tụ đủ mà các bạn buông ra trước ấy thì Kuzan nó vẫn sẽ phóng băng thôi, nhưng mà sát thương nó không đủ to như thế. Còn là kỹ năng 2 nó cũng đơn giản, khi mà nó chỉ đơn giản là bắn một con chim băng ra và đóng băng kẻ địch thôi, gọi là cho kẻ địch ăn cu đấy các bạn. Hệ đội tại của Kuzan cũng rất là cơ bản đối với một attacker khi sở hữu một cái đội tại của Logia, đó là có 10% tỷ lệ giảm sát thương đi 30%. Hay khi mà đối phương tấn công Kuzan thì Kuzan sẽ có khả năng có 5% tỷ lệ đóng băng kẻ đó trong đóng băng hay không thể bị đánh ngã khi dùng kỹ năng 1. Và các đội tại còn lại cũng đơn giản không kém, khi mà tăng 30% sát thương lên các kẻ địch trong cơ địch này, ở chống sốc sát thương này, khi tấn công kẻ địch bị đóng băng thì được hồi 10% máu. Và đây là một cái rất hay các bạn nhé, đó là khi các bạn ấn giữ kỹ năng 1 ấy thì cũng sẽ liên tục được hồi máu cũng nhờ nội tại này. Và cuối cùng là khi bị đánh ngã thì sẽ được hồi lại 15% thời gian hồi chiêu 1. Một hệ nội tại nó cũng rất là dễ nhớ đúng không các bạn. Còn về giá support hôm nay mình mang theo đó là support 163%, được xếp theo con Pyro Spiro để làm nền thôi, gọi là hai anh em nhà khống chế đấy các bạn. Mình nói thế chứ thật ra đối chủ Kuzan nó cũng khá là giống Pyro Spiro mà. Kỹ năng 2 đều là bắn tầm xa để gây khống chế, và kỹ năng 1 là đánh tầm gần để tiếp tục khống chế cả để bồi vào kỹ năng 2 đó. Lối chơi nó rất là giống nhau đúng không các bạn. Và giá support của mình đang được mở 4 tác các bạn ạ, khá là khiêm tốn thôi, nhưng mà mình nghĩ là với con số 163 này cũng đủ để khuấy đảo cái thế giới ảo một chút rồi đấy. Và các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng sạch cái dàn support này vào những trận đấu rảnh đầy máu lửa các bạn nhá. Đây rồi, chúng ta vào thôi các bạn nhá. Đôi giày đây rồi, chúng ta còn một trận đầu tiên thôi. Và thật ra cái lối chơi Kuzan rất là đơn giản đấy các bạn. Từ từ mình sẽ để cờ đầu vào cho ông, cho nào để ông ấy ăn với Ray sẽ không ăn cờ đầu đâu. Ơ, không ăn à? Thôi tôi quay lại tôi ăn vậy. Lối chơi nó rất đơn giản ở chỗ là các bạn chỉ cần phóng chiêu 2 trước để đóng băng kẻ địch từ xa. Sau đó các bạn tiến lại gần và các bạn ấn giữ chiêu 1 để tiếp tục cái là combo đóng băng nó không cho kẻ địch làm gì. Sau đó các bạn nhả ra sát thương, nó rất là đơn giản đây. Mình đã thấy Lù và Kuzan đây rồi nhưng không sao, né đã, bật chiêu 1 lên là Kuzan sẽ nằm. Ui ông Lù ông không có kháng hiệu ứng thì ông cũng sẽ như thế nào các bạn nhá, sẽ nằm luôn thôi. Xin vĩnh biệt theo hai mạng đầu tiên ngay 30 giây. Tất nhiên là vẫn đủ giết người ta trước khi mà mình ăn phát bắn của Bigman này. Tôi phải né cái chém của ông Jack đã rồi. Bigman nằm xuống đi Bigman. Ok rồi, ui ông hóa voi đấy các bạn ạ, sẽ hóa voi né con hóa voi này rồi tránh xa nó ra một tí các bạn ạ, không có phiền lắm. Để ông Akai ông ấy xử một tí rồi mình sẽ quay lại mình. Ố, không ngã, Jack không ngã thì sẽ nằm thôi. Ba mạng hạ gục. Ui Roger mình phải né ớ, nó không có Musari à? Tự ấn chữ 1 để chống ngã các bạn ạ. Từ từ nhá. Ui trời ơi thế thôi. Một băng hai ông đóng băng nằm xuống Vista. Ui! Qua đấy mà ông Agenu ông mới không ấy đi. Ui giời, nó chém rồi các bạn ạ, nó chém cả Musari rồi. Chém cả Musari thì nằm xuống thôi. Sao thôi, nó gọi là vừa đủ đẹp các bạn ạ. Nó không to quá, không bé quá. Ông Ray có vẻ sẽ nhảy nhá. Không à? Không là hỏng rồi. Đấy, ui giời ơi, nói chung là sát thương của con Kuzan khi mà các bạn có tăng tấn công từ chương 1 rất là phê các bạn ạ. Và như các bạn thấy thì đang có 3 con vào cờ giữa ấy, nên mình sẽ đứng ở đây mình bắn khống chế ở ngoài và để hỗ trợ. Sau đó mình xông vào và mình làm một quả đại tiệc băng hàn đây các bạn nhá. Ui, dính con voi rồi không sao. Né con voi này. Rồi, đại tiệc băng hàn các bạn ơi, let it go.
Let it go. Can holding back any more. Rồi, con thứ 7, mạng thứ 7 đã nằm xuống rồi. Mình sẽ thử con cado này bằng cách bắn chim măng các bạn ạ. À thôi, cado nằm xuống rồi. Mình sẽ bắn con chim măng của con lù này vậy. Úi dồi ôi. Ông ấy cũng lươn phết đấy. Ông ấy đấm phát nữa. Hai thằng bạn tôi nằm xuống nhưng mà hơi buồn là tôi lại không nằm. Mất né rồi đúng không? Đấy các bạn ạ, thông thường ấy, những cái đứa mà nó thấp máu nó lại rất là dễ hoảng. Đấy các bạn cứ chạy lại gần các bạn để nó né. Cái tập ui gặp cú dạn mới địch thì tôi ôi rồi ui đỡ tay thả bây giờ các bạn ạ. Thôi chạy ôi ông cú dạn kia không bị hoảng kìa. Rồi ok, thôi tôi xin lỗi, chúng tôi đều là băng với nhau mà đóng băng không hiệu quả ấy. Thôi đồng đội giúp tôi xử lý chỗ đấy các bạn ạ. Ui ông ấy lại còn có team boost nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ đứng xa, tôi nhìn nó bị hành hạ thôi chứ. Ui ông ấy dí tôi các bạn ạ. Ông ấy dí mình. Thôi cảm ơn Xanh và cảm ơn đồng đội, các cậu giúp tôi xử lý pha đấy nhá. Tôi đi đây. Ôi trời, mất chém rồi đúng không? Tìm cả ông Bách nữa. Ông Bách, ôi mất chân rồi. Thì không sao các bạn ạ. Bách mần cũng ui nằm xuống luôn này các bạn này. Bạn thấy sao, tưởng nó rất là khủng bố các bạn ạ. Và thôi mình sẽ nhảy vào cờ này vì không cho ông Roger ông rút cờ thôi. Và trận đầu tiên đã xong với 3 cờ dành cho đội mình các bạn ạ. Rất là ok luôn. Và chúng ta sẽ cùng tới với trận đấu thứ 2 ở map Along Park các bạn nhá. Nhìn chung là trận này cũng không có gì đáng lo lắm các bạn ạ. Có mỗi ông Akai kia thôi. Mình hơi lo ông Akai. Và nếu các bạn được chọn cung đường ấy thì các bạn hãy chọn cung đường nào mà không có Akai ngu các bạn nhá. Các cụ đã có một bài đồng dao rồi. Tránh Xanh chẳng xấu mặt nào. Akai nhớ né, thêm vào Kaido. Đừng gây sự với Sabo. Bốn con nhớ tránh. Thì mẹ Roger. Đấy các bạn, ui từ Orobi. Orobi né được rồi, mình cũng sẽ né chiêu của nó rồi mình bật quả đóng băng này. Ui dồi ôi, mất né. Là nằm xuống thôi. Có một điểm mình thích. Okay, Bigman ạ. Bigman ok, Kid đã làm mất công việc của mình rồi các bạn ạ. Có một điểm thật ra mình thích ở Kuzan hơn là con Pero Spero. Đó là cái hoạt ảnh băng của Kuzan nhìn đẹp và ngầu hơn rất là nhiều các bạn ạ. Còn hoạt ảnh của Pero Spero nhìn không biết các bạn sao chứ mình thấy nó hơi hưởng tím quá. Ê, rồi phải né xa con dâu đen ra các bạn nhá. Ôi, có chút bật chiêu hai các bạn ạ. Ơ, anh hút rồi. Thì quặc vãi lịt, từ từ để tôi chẳng đấm xong đã. Nằm xuống. Không nào nằm các bạn ạ. Ui, cài tôi né sao mà cài ra. Ôi rồi. Mình sẽ né sao mà cài và né sao ông Xanh ra để mình ra kia mình xử ông dâu đen các bạn nhá. Dâu đen vẫn chưa được xuất chiêu 2 các bạn ạ. Đây là dâu đen hệ người chơi hiền hòa. Ui này. Mày thế nó không xuất chiêu 2. Dâu đen hệ người chơi hiền hòa. Ấy, lại chưa thôi. Kì đời ông ơi, tôi đang đánh nó mà sao ông cứ phá tôi thế. Dâu đen là dâu đen hệ hòa bình rồi các bạn ạ. Dâu đen hệ Nobel hòa bình rồi. Bây giờ chưa được. Ui lại này tiếp. Nó rất quyết được không? Nhưng kia nó không xuất hố đen các bạn ạ. Nó xuất đen là mình nằm rồi đấy. Úi trời ơi, không xuất thì nằm đi ông. Tôi cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn với cái thử thách chơi dâu đen. Chơi sâu đen không bật hố đen. À, Robin định cướp cờ đúng không? Định cướp cờ cũng phải nằm thôi. Mình sẽ chờ con Marco nó mất cái dạng chim trước các bạn nhé. Rồi đây, nó hóa chim rồi đấy. Rồi đợi nó hóa, từ từ mình né con chim. Né con chim ra đã, rồi đợi nó mất dạng. Ồ, mất dạng chim rồi các bạn ạ. Mình sẽ đóng băng nó lại. Từ từ, đợi tí. Nó né này, né rồi. Rồi, ôi né là sẽ đóng băng rồi. Nó sẽ nằm đấy các bạn ạ. Theo đàn này nó sẽ nằm đấy. Nằm xuống. Ơ à. Vai lìn tôi lại ông Kít tôi. Tôi xin nó. Ông không thủ cơ, ông không thủ đi. Ông giao cái mạng của tôi thế. Thôi. Nằm xuống này Marco. Rồi toàn cờ kia rồi các bạn ạ. Ông Kít ơi, ông thủ cơ, ông không thủ. Ông ra kia, ông ra đây ông phá đám tôi thế. Mà không sao các bạn ạ. Chung là Bích Mật lại một lần nữa nằm xuống rồi. Lịch sử lại lặp lại. Ở đầu game này mình ăn cái đồ ăn thì là các bạn ạ, cho nó tươi trẻ, là cái bữa buffet các bạn ạ. Ủa cái nụ, không ngờ tới phải không? Không ngờ tới phải không? Ui dồi, thôi. Nhưng các bạn có thể thấy sự hiện của hai con Xanh ở trên map rồi các bạn ạ. Mà mình nghĩ là mình sẽ nằm pha này thôi, nhưng mà không sao. Bật chiêu 1 hay đến đồ đến, không đến thôi các bạn nhá. Nằm xuống. Ui, không được sắp tới rồi. Ủa Xanh này chịu rồi các bạn ạ, xem nó có kháng hiệu ứng ấy nè thôi. Ui, phí quá. Xanh với Akainu nó có kháng hiệu ứng các bạn ạ. Nên là nếu mà mình không xử được chúng nó thì xin phép mình cầm con Pero các bạn nhé. Đấy, cú giãn ra chắc chắn mình thua game này mất. Mình cầm Pero ra để giữ cờ đấy các bạn nhé. Ok. Cú giãn, Xanh với cả Akai nó có bóng kẹo đấy. Được rồi, chung diện thứ 2 cũng ăn rồi các bạn ạ. Rồi cuối hơi lỗ một tí. Nhìn chung là Akai với Xanh nó có kháng hiệu ứng. Nên là đánh nhau vào chúng nó cũng hơi khó ấy các bạn. Và thôi không sao, chúng ta cùng đến với trận thứ 3 và quay lại map Wano các bạn nhé. Nhìn chung ấy, lại nhắc lại cái bài đồng dao vừa nãy cho các dân chơi hệ hiệu ứng khống chế nhá. Né Xanh chẳng xấu mặt nào. Akai nhớ tránh, thêm vào Kaido. Đừng gây sự với Sabo. Bốn con nhớ tránh, kể mẹ Roger. Đấy.
nó rất là dễ nhớ thôi các bạn. Và mình vừa mình nghĩ là đấy, như bài đồng dao vừa rồi chúng ta sẽ chọn cung đường mà không có xanh các bạn nhá, để những người đồng đội của mình, những người mà có khả năng xử lý con xanh thì nó xử con xanh đã, chứ mình là một người chơi dựa vào trạng thái không chế gặp con xanh này thì lên mình sẽ bắn lén chim mà mới xong rồi mình chẳng ăn cu đi xanh rồi xanh nằm xuống rồi các bạn ạ, cho ăn cu ấy rồi mình ra đây mình bú hơi ông Ruffy mà đi. Ủi cái đồ thổi rồng rồi đúng không, mà mình qua đây ủi cờ đầu của mình đã bị cướp các bạn ạ, không biết là ai, cờ đầu của mình đang có dấu hiệu bị xâm phạm rất là mạnh. À kẻ trộm Roger làm quả, ăn cu đi ông né sớm quá rồi, lấy các bạn thấy ông làm cả băng vào là đồ vừa đẹp combo luôn. Thôi là xin vĩnh biệt cô, thế thôi, đơn giản là có cái gì đâu. Nó là một kiểu bùi combo rất đẹp đấy các bạn. Các bạn bắn chim từ xa rồi các bạn vào, các bạn bùi quả chiếu một, ai cũng phải nằm xuống thôi, trừ những con là kháng hiệu ứng nhá. Izo cũng phải ăn cu thôi. À chết, bắn chim chứ sao lại phản cảm quá. Một ố chết là nằm xuống, chết phản cảm quá các bạn ạ. Có ai đang đến đấy, có con nào có phiền né này, rồi làm quả chiếu một vào người Doffy này, đánh nhé con không trúng ai rồi các bạn ạ. Thôi chúng ta quay lại thôi chứ khéo đâm sâu quá rút ra không kịp chứ. Xem cờ đầu ai đang đến không, từ không biết là ai các bạn ạ, có thể là Lù. Ủa con xanh kia tôi né xa. À Roger đóng băng ấy chưa bật rồi, không sao các bạn, mình nghĩ là mình sẽ né xe con xanh ra mà xanh nó chưa bật. Ủa sao chỉ bật Haki các bạn ạ, xanh chưa bật Haki phải không, chưa mình chưa hồi nên mình sẽ đánh cẩn thận một tí các bạn ạ. Ui thêm cả ông này nữa, ui phải băng các bạn ạ. Ui mày cũng xanh chưa bật Haki thì nằm xuống. Chung là trước khi bị Kaido nó thổi đánh bay vẫn giết được con xanh, thế là phê rồi các bạn ạ. Nào ông nào nãy thổi tôi, ông nào thổi tôi các bạn thấy không, các bạn tích đông đủ chơi bột thì các sát thương các bạn nó sẽ cực kỳ to là chơi của mình chưa hồi các bạn, mình sẽ đánh con Roger để mình giữ cờ đấy các bạn ạ. Cho dù mình có nằm xuống ở đây mình cũng sẽ phải giữ được cái cờ này vì mình là một người chơi chân chính. À mất cả Musari rồi đúng không, có biết các bạn sao chứ. Ui dồi ôi, tôi thật sự cảm giác của mình mỗi khi đóng băng của chúng nó rất là phê các bạn ạ. Và ngoài ra khi đóng băng cu giãn còn được hồi máu liên tục cờ nên đấy là một cái công lực kéo rất là tốt của các bạn. Từ mình sẽ tránh Lù được một tí đã, Lù này sẽ ăn hiệu ứng rồi các bạn ạ. Thôi mình nghĩ là mình sẽ mình thủ cái cờ giữa trước rồi mình sẽ giả vờ mình quay lại mình bắn đấm Lù các bạn nhá. Ai giờ ấy Lù đấm không dính đâu, dính làm sao được. Lù à, ông định rút cờ của ai, một chấm nhá, rồi vô cùng tươi luôn mà 3 trận thắng ngày hôm nay với 3-0 này cho cú giãn các bạn ơi. Thì chung cầm rất là về các bạn ạ. Thôi tổng kết hôm nay một tí thì trận đầu 9 mạng, 6 mạng, trận 3 6 mạng kia các bạn ạ. Phê lắm thôi. Và đấy mình xin tóm ngược lại nhá, là Cù Giãn là một cái phiên bản hàng Shopee cực kỳ phê của những ai thích chơi khống chế các bạn ạ. Pedro Spero nói riêng, mà nếu các bạn không quay được Pedro Spero ấy, hãy cầm Cù Giãn lên. Cù Giãn chết, Cù Giãn hoặc là Akiji chứ, thì mình quen mồm với các bạn dân gian toàn gọi là Cù Giãn mà. Cù Giãn thì đấy, chung nói một con có sát thương rất là khủng bố các bạn ạ. Tuy các bạn chỉ cần né tránh những cái con mà trong bài đồng dao nó nêu thôi, và cũng phải lưu ý một chút về cái giảm mà nó không có giảm sát thương nên nó khá là giấy, nên các bạn hãy cẩn thận một chút nhá. Còn ngoài những cái đấy ra, Cù Giãn vẫn là một cái tường shop rất tuyệt vời cho dù đã được ra mắt cái đây hơn 2 năm rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video nhá, nếu các bạn có ý kiến gì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào các video sau nhá.